này. Xem ở nhà trông cháu, mẹ đi chợ đi nhá. À vâng, mẹ cứ đi đi. Thầy, nghe nói mày fan Messi đúng không? Từ nay không được fan Messi nữa nha, phải fan Ronaldo nghe chưa? Cái gì đây? FIFA 2 à? Xóa nhá. Xóa, chơi cái này hư người, phải xóa, nghe chưa? Còn đấy, mày thích xem hoạt hình đúng không? Từ nay không xem hoạt hình nữa, xem thời sự, nghe chưa? Nhớ chưa? Mày biết cái gì đây không? Bim mực đấy. Ăn không? Còn lâu mới cho ăn nha. Ronaldo hay là Messi? Thì Messi. Cút, tao không có đứa con như mày. Nói, Ronaldo hay là Messi? Ronaldo. Tốt lắm con trai, cầm lấy tiền, muốn mua gì thì mua. Còn bây giờ, MU hay MC? Thì đương nhiên là MU. Cái loại gì đấy xã hội cơ. Lên mã. Mã. Thế thì xin con mã. Cảnh sát Mỹ. Hả? Sao lại cảnh sát Mỹ? Thì con mã của mày màu đen. Cảm ơn vì da đen. Được rồi. Thế thì mã ăn mã. Mã gì đây? Con này con cờ cá ngựa, mã đâu mã? Cờ nào chả là cờ. Đánh đi. Cảm ơn vì con mã. Được rồi. Thế thì lên dê. Con mã mà bảo con dê. Sao lại mã? Con này con gì? Này con dê con gì nữa? Thấy chưa, con dê. Lên dê chiếu tướng. Phê phê. Được rồi. Lên voi. Xuống chó. Cờ vua mà mày chơi của thế giới động vật à? Cờ voi cả chó. Được rồi. Thế thì lên bò. Kêu đi cụ. Sao? Cờ này đánh sai rồi, đánh bắn mới thôi. Con này rồi đi đây. Sai rồi. Đánh văn mới rồi đánh này đánh làm gì? Đánh sai hết. Ờ, đã bảo đánh sai còn cái đánh thế. Nước này đánh sai hết rồi kìa, đánh lại thôi. Cờ này đánh nấm gì nữa? Rồi Nam. À, bài mày nhiều nhờ. Bài mày to nhờ. Đôi hai. À, bài to nhờ. Tứ quý 10. À, tứ quý 10 ở bài mày nhiều nha. Bài mày to nha, 5 thằng gì? Đưa cái mũi đây. Vãi. Bài đâu nó có 5 thằng gì? Đưa cái mũi đây. 1 2 Mày như cái chó thế. Chia ván mới nha. Này, này, đánh đi. Ở 5, 6, 7, 8, 9 là gì cứ gắt. Cầm bài lên. 100 đôi thông này. Bắt đi, bắt đi. Mày, mày đéo 100 đôi thông. Đưa cái mũi tiếp đây. 1, 2 Chia tiếp nha. Rồi,
Rồi, đánh đi, đánh đi. Mày mày này mà không về làm chó luôn. Tứ hàng 5, tứ hàng 6, tứ hàng 7. À, được, 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 đánh đi. Đưa cái mũi đây, đưa cái mũi đây. Trượt, trượt. Lần sau đến chơi tiếp em nhá. Giờ cái mũi đây. 1, 2. Mày như cái chó gì. 1, 2. Mày là con chó, chết với tao. Ngồi xuống, đi đâu, Linh chạy đi đâu. Ngồi xuống, đi đâu, vừa ngồi vào. Hôm nay 20 tháng 10 tặng cho Như một nãi chế xanh và một hộp bi mực. Như Như đồng ý đi Như. Như đồng ý đi. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ờ. Ô, mày ô cái chó gì? Tại sao cô không nhận quà của tôi? Tôi là trai, nổi tiếng, nhà giàu, đi xe đạp. Tôi có gì không tốt? Anh nhìn anh xem, tóc thì như cái chổi lau nhà, quần áo thì lòe loẹt, đã thế là còn phan mù. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Mỗi hộp bi mực là ngon. Nhanh sao nào, lâu thi. Mày ứng ngon vào đây mà hái này. Cứ từ từ xem nào. Ôi dạ. Im xem nào, bảo đứng ở đó mà canh đi. Chủ người ta về là chết rồi. Im. Đứng mà canh đi. Đã bảo im đi. Mày định làm gì? Đồng ơi, lại đây. Thằng kia đâu, gọi nó lại đây. Đồng, mẹ mày. Mày đừng làm bạn tao nữa. Mày ăn trộm bao nhiêu quả nhãn? Quy ra tiền, gọi bố mẹ mày ở đây đồn hết cho tao. Ít thì 5 quả trứng, nhiều thì 1 thân lửa. Thế thôi. Bác ơi, bác thà cháu, cháu không có tiền bác ạ, bác thà cháu. Thế bây giờ mày có nói không? Dạ, nói gì hả bác? Nói! Dạ, Hoàng Sa, Trường Sa, là của Việt Nam. Anh Thanh ơi, có thằng nói Innova với em. Cái gì? Bọn nó không biết tao là giang hồ mạng có wifi mạnh nhất Việt Nam à? Mày im đấy, để tao đi lấy đồ chơi. Đâu, thằng nào? Đồ chơi đâu? Thì đây, đồ chơi đây. Thế mày tưởng tao mang cái gì? Đi. Mẹ, đồ chơi. Đi mày dẫn nó ra gặp nó xem nào. À từ từ. Chờ tí, đi vệ sinh phát đã. Hello anh em nhá, nay Thanh đi đấy. Bạn thân ơi, số sinh ra nó kia anh kìa. Sao nhìn nó to thế? Anh sợ nó à? Sợ cái đầu. Tại sao mày đến đây? Tại sao là tại sao? Muốn biết tại sao thì mua ngay bim mực ở phần bio nhé.